Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì như các bạn đã thấy ở trên thị trường hiện tại thì cái xu hướng của BTC trong mấy ngày ở đây đang tiếp tục là sideways và đang có những cú rút râu quanh cái vùng là 18 cho tới 19.000, cùng với đó là cái volume giao dịch hiện tại không quá lớn. Đây là cái điều mình cho rằng là khá là dễ hiểu khi mà toàn bộ thị trường tài chính nói chung chứ không phải là chỉ riêng crypto đều đang thực sự là đang nín thở và chờ vào cái tin tức là Fed công bố lãi suất vào rạng sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, tức là ngày mai. Chính vì vậy thì mình cũng trong thời gian này thì mình cũng đang hạn chế vào những cái lệnh margin trong giai đoạn này từ giờ đến trước ngày 22 tháng 9, và thay vào đó thì mình sẽ dành thời gian để mà research thêm số những cái thông tin và những cái dữ liệu on chain về những cái hành động của cá voi và những cái long term holder họ đang làm gì ở trong cái đoạn này. Thì tất cả những thông tin này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người ở trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn về sàn dịch CoinEx. Thì đây là một trong những sàn dịch được niêm yết từ năm 2017 và là một trong những sàn dịch có lượng thanh khoản khá tốt và đang niêm yết khoảng hơn 600 cặp coin khác nhau, với tổng volume giao dịch đang là 750 triệu đô la trong vòng 24 giờ gần nhất và với khối lượng giao dịch là 20 tỷ đô la trong vòng 30 ngày. Thì đây cũng là một trong những sàn giao dịch nổi tiếng với mức phí thấp, và hiện tại họ cũng đang rất là tích cực phát triển và bổ sung những cái đồng tiền mã hóa mới. Và hiện tại thì CoinEx họ đang có rất là nhiều những chương trình ưu đãi về nạp rút như là về phí giao dịch cho những cái member của Anyreview Capital, đặc biệt là từ ngày 15 cho tới ngày 29 tháng 9. CoinEx hiện tại họ đang tổ chức một cuộc thi giao dịch future với tổng giải thưởng lên tới là 15.000 đô. Và các bạn có thể tham gia bằng cách là click vào cái đường link mình đang để ở phần mô tả của video. Và nếu mà các bạn cần thêm thông tin thì các bạn có thể nhắn tin cho các admin để có thể hỗ trợ các bạn. Ok, quay trở lại với cả nội dung chính của ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn tổng quan thị trường xem là liệu rằng trong thời điểm mà Bitcoin di chuyển trong một kênh giá khó đoán như thời điểm hiện tại, thì các cái phe trên thị trường như là Holder Spot này, những cái nhà giao dịch Future và Margin hiện tại họ đang lời và đang lỗ như thế nào. Thì theo những số liệu của CoinClass trong những ngày gần đây, đó là ngày 20 tháng 9, thì tổng số tiền bị thanh lý trên tất cả các sàn dịch ở mức là khoảng trên 100 triệu đô la một chút. Một cái con số mình cho rằng là không quá lớn khi mà chúng ta so sánh với những ngày trước đấy. Cụ thể hơn là các bạn có thể thấy là trong 2 ngày 18 và ngày 19 tháng 9 thì số tiền lần lượt bị thanh lý là khoảng 250 triệu cho tới 300 triệu đô, và chủ yếu là đến từ những cái long BTC. Cái điều này là cái điều hết sức là dễ hiểu khi mà vào 2 ngày 18 và 19 thì cũng chính là ngày mà BTC flash dump và phá cái mức hỗ trợ cứng là 19.000 và về cái vùng giá là 18.200, sau đó thì mới rút râu. Và trên thực tế là đã có rất là nhiều bạn đã đặt sẵn những cái lệnh long từ vùng 19.000 và dự phóng rằng là giá sẽ bật lên tại đây. Tuy nhiên thì mọi người sẽ cần phải lưu ý một điều ấy, đó là mọi dữ liệu về lệnh long hay short của các bạn sẽ đều bị những cái sàn SEX ghi nhận và thống kê. Cộng với việc hiện tại là theo dữ liệu on-chain ấy, thì cái số lượng Bitcoin mà đang thực sự có ở trên sàn đang rất là thấp. Thế nên là cái việc mà làm giá kêu long kêu short trong thời điểm hiện tại là cái điều hết sức là dễ dàng với những cái sàn giao dịch. Điều này các bạn có thể thấy rất là rõ ở cái cây nến rút râu mạnh ở trên khung D1, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là giá về mức 18.000 quét sạch stop loss của mọi người, sau đó thì lại quay lên mức 19.000 một cách rất là nhanh chóng. Thì điều này chứng tỏ rằng là cái số lượng Bitcoin đang ở trên sàn là rất là ít. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái dữ liệu quan sát liên quan tới những cái holder spot để xem là liệu cái vùng giá 18 và 19.000 đô thì họ đã hoảng sợ và chốt lời dần số coin mình đang nắm giữ hay chưa. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình ở đây là biểu đồ Net Realized Profit and Loss, và biểu đồ này thì cho thấy là số tiền đã chốt lời và chốt lỗ của các nhà đầu tư spot trên thị trường. Và các bạn có thể thấy rõ ràng là trong cái giai đoạn khoảng một tuần trở lại đây thì chúng ta tiếp tục có những cái đường màu đỏ đại diện cho số tiền mà các nhà holder đang phải chốt lỗ. Ở đỉnh điểm là ngày 13 tháng 9 thì số tiền được chốt lỗ đã lên tới là hơn 1 tỷ đô. Và đây cũng là một con số cực kỳ lớn trong mùa downtrend và cũng là một trong những cái đợt chốt lỗ lớn nhất trong vài tháng trở lại đây. Và với cái mức giá quanh mức 19.000 đô thì có thể thấy là trong những ngày tiếp theo thì các cái holder spot tiếp tục có chốt lỗ. Cụ thể như là vào ngày 14 hay là 15 tháng 9 thì số tiền quanh mức 500 triệu đô hay được update nhất là vào ngày 19 tháng 9. 20 tháng 9 thì số tiền này cũng đang ở mức là từ 300 cho tới 400 triệu đô. Ok, thì ở đây mình sẽ cho mọi người xem cái dữ liệu thống kê về số nguồn cung của Bitcoin trong ví đang lưu thông trên thị trường, chia ra thành rất là nhiều loại, từ ví hơn 100.000 đô này, 1 triệu đô cho đến những cái loại gọi là siêu cá mập trên 10 triệu đô tài sản.
Mình biết là các bạn sẽ rất là ít được tiếp xúc với những dữ liệu kiểu như thế này, và đặc biệt là những cái thống kê như thế này thì các bạn sẽ cần phải trả phí. Thế nên là mình sẽ cố gắng là update cho mọi người những cái thông tin này một cách thường xuyên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái biểu đồ. Thì các bạn có thể thấy là theo thống kê thì số lượng Bitcoin hiện tại đang ở trong ví các cá mập, biểu diễn bởi những cái đường màu xanh, trong khi cái đường màu trắng chính là giá của Bitcoin. Chúng ta có thể thấy rõ ràng là tại cái vùng đỉnh ngày 12 tháng 9 thì tổng đã có hơn 9.765.000 Bitcoin được sở hữu bởi các ví trên 10 triệu đô. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì cái nguồn cung này đã giảm bớt hơn 100.000 Bitcoin, chỉ còn khoảng là 9.646.000 Bitcoin. Và mọi người nhìn thấy cái đường giá của Bitcoin cũng đã giảm từ mốc 22.000 về với vùng 20.000 chỉ trong một ngày, đúng không ạ? Ngoài ra thì không chỉ dừng lại đó, thì những cái pha giảm điểm tiếp theo trong những ngày vừa qua cũng chính đến từ những cá mập có hơn 10 triệu đô la, khi mà trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 thì số lượng Bitcoin tiếp tục giảm khoảng hơn 200.000 bit, từ mốc là 9.600.000 Bitcoin về mốc là 9.397.000 Bitcoin. Ok, đến đây thì các bạn đã hiểu rõ hơn là cái số tiền hàng tỷ đô chốt lỗ trong những ngày qua là đến từ đâu rồi, đúng không ạ? Những cái ví Cowboy thì đang có cái động thái xả hàng trước những sự kiện quan trọng như là CPI nước Mỹ, hay đặc biệt là việc Fed chuẩn bị có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Và các bạn cũng nên chú ý rằng là cái vùng bị xả quanh mốc 19.200.000 đô chính là những cái vùng short của team holder, và các cá con là những người hay thường nhảy vào vùng này để bắt đáy. Những cái đối tượng như thế này thì thường là sẽ có tâm lý không vững, chỉ cần có cái biến động mạnh về giá là sẽ xả toàn bộ số coin mình vừa mua, và cái đối tượng đủ tiền cũng như là thực lực để gom lại thì chính là những cá voi đã xả và đang cầm trong mình stablecoin. Do đó thì mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại, do đó thì những cái bạn mà thời điểm này còn khá lạc quan về cái việc Bitcoin sẽ tăng mạnh về mốc 24-25.000 nếu mà cái cuộc họp của Fed diễn ra trong thời gian tới là có những thông tin tốt. Tuy nhiên thì theo mình là điều này sẽ là có cái khả năng xảy ra thấp hơn, bởi vì nếu mà tăng mạnh như vậy thì chính những cái short term holder sẽ là những cái người mà xả lên đầu những con cá mập, và tất nhiên thì mình nghĩ rằng là các manager họ sẽ khó có thể để chuyện này xảy ra, đúng không ạ? Thế nên các bạn sẽ cần phải lưu ý, hết sức lưu ý trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian cuối tháng 9 này. Ok, thì ở phần cuối của video thì mình cũng sẽ có một cái dữ liệu rất là hay mình muốn chia sẻ với các bạn. Mọi người có thể thấy ở đây là mình đang có cái dữ liệu thống kê về tất cả những cái số stablecoin hiện đang có trên các sàn dịch, đúng không ạ? Và với cái tình hình mà Bitcoin đang đâm khá là mạnh, tuy nhiên thì các bạn có để ý rằng là số stablecoin đang ở trên thị trường lại đang ở mốc là all time high, tức là cao nhất mọi thời đại, với tổng giá trị khoảng hơn 40 tỷ đô la một chút. Và từ những dữ liệu như thế này thì chúng ta có thể dự phóng rằng là các cá mập đang đẩy cực kỳ nhiều stablecoin lên trên sàn, và khả năng là họ sẽ dùng số stablecoin này để tạo ra những cái cú flash dump và rũ bỏ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, và họ sẽ sử dụng cái số stablecoin này để mà gom lại dần Bitcoin và những cái đồng coin khác với những cái giá tốt hơn ở cái thời điểm hiện tại. Thế nên là mình vẫn cho rằng là với những số liệu thống kê on-chain cộng với cả phân tích thị trường thì mình cho rằng là từ giờ cho đến cuối năm thị trường nó sẽ chưa thể nào là quá tốt vào thời điểm này ấy. Các bạn có thể gom hàng, nhưng mình nghĩ rằng nó chưa phải là thời điểm tốt nhất để các bạn gom. Nó sẽ có những cái mức giá tốt hơn. Đấy là cái bản thân mình cũng đồng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm như vậy, và các bạn có thể tham khảo thêm của những cái chuyên gia hoặc là những cái số liệu on-chain khác, đúng không ạ? Ok, thì đó là toàn bộ những cái nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Và các bạn nếu như cảm thấy video hay, hãy nhớ like, comment ở bên dưới, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh, để khi nào mình có những cái video, các bạn sẽ là những người đầu tiên để update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ok, bây giờ xin hẹn gặp các bạn ở những video sau. Xin chào.